số chim của 8 chim đất Việt bước vào chung kết. Bấm đồng hồ. Cán Chuyên Đất Việt chào tất cả các anh em. Và trong giải mở rộng ngày 21/4/2024, Cán Chuyên Đất Việt đã mang về giải nhất các bạn. Mang về giải nhất một xe đạp. Đặc biệt với sản phẩm cám dành riêng cho chim họa mi của Cám Chim Đất Việt như các bạn đang nhìn thấy ở đây, nhà mình chỉ làm một loại ăn ổn định quanh năm. Các bạn có thể theo dõi nhiều chia sẻ về kinh nghiệm nuôi chim trên website camchimdatviet.com. Và mình tên là Điệp, lấy tên thương hiệu Cám Chim Đất Việt, chia sẻ rất rõ ràng để cho anh em có thể mua đúng cái địa chỉ của Cám Chim Đất Việt. Và đây, các bạn chia sẻ chính xác cho các bạn website camchimdatviet.com. Nhiều kinh nghiệm nuôi chim chia sẻ dưới dạng văn bản ở trên này. Và hai số điện thoại của Cám Chim Đất Việt 0908070555 hoặc 0944114410. Các bạn cứ điện trực tiếp, nhà mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, cũng như là đặt hàng qua số điện thoại giúp mình. Bạn nào chưa có mua súc thì nhớ nhắc nhà mình, tặng cho mỗi anh em 1-2 cái nhé. Dùng hỏng lại nhắc nhà mình, tặng thêm cho anh em, quên thì nhớ nhắc nhà mình. Đây, một số anh em họ đặt ngày nào thì mình cũng sẽ gửi các cái đơn cám như thế này tới cho anh em trên mọi miền. Và anh em có thể lấy theo gói cũng được. Vì ngoài cái sản phẩm cám họa mi, nhà mình còn chuyên với sản phẩm cám của chích chòe và trào màu nữa. Đấy, cùng giá là 200.000/kg, anh em lấy theo gói cũng được. Cứ từ 4 gói trở lên là được miễn phí ship. Và đây thì một số anh em họ nuôi nhiều thì họ sẽ lấy nhiều, lấy mấy ký một, nhưng phần lớn là anh em sẽ lấy 1 ký một như thế này nè các bạn nhé. Đó. Với cái đặc tính đặc biệt của dòng chim họa mi thì các bạn đã biết tới Cám Chim Đất Việt từ rất nhiều năm nay rồi. Mình đã có những cái chia sẻ rất nhiều trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt về cái dòng chim họa mi, từ cái đặc tính của nó, rồi thì thấu hiểu được cái tính nết, bản chất của con chim họa mi, thì từ đó chúng ta sẽ có cái cách chăm sóc cho nó phù hợp, đơn giản và hiệu quả. Và các bạn yên tâm tin dùng với sản phẩm cám họa mi của Cám Chim Đất Việt. Cảm ơn tất cả các anh em.